20 điều thú vị về cơ thể chúng ta mà có thể bạn chưa biết. Người là một trong những sáng tạo kỳ diệu nhất của tạo hóa. Chính vì vậy mà cho tới tận ngày nay, con người cũng chưa thể khám phá được hết những bí ẩn của cơ thể mình. Hiện nay trên thế giới có hơn 7 tỷ người sinh sống. Trải qua quá trình tiến hóa lâu dài thì cơ thể con người hiện đại cũng đã thay đổi rất nhiều để thích nghi với cuộc sống. Từng bộ phận của cơ thể đều có những chức năng nhất định. Sau đây là thống kê 20 điều thú vị về cơ thể con người mà chưa chắc bạn đã biết. Mắt người có thể nhìn xa tới gần 50 km. Con người không phải là loài có đôi mắt tinh tường nhất trong thế giới động vật, nhưng cũng thuộc dạng hàng hiệu. Trong chương trình dự báo thời tiết, chúng ta hay nghe câu tầm nhìn xa trên 10 km, nhưng thực ra ở điều kiện lý tưởng thì mắt con người có thể nhìn thấy vật thể ở khoảng cách lên tới 50 km. Thần kinh phản xạ của cơ thể bạn lên tới 400 km/h. Khi vô tình bị điện giật hay chạm tay trúng lửa nóng, cơ thể bạn sẽ có thể đưa ra phản hồi cực kỳ nhanh, chỉ trong vòng mili giây, nhằm cảnh báo rằng chúng ta nên tránh xa chỗ đó bằng cách rụt tay lại. Tốc độ của hệ thần kinh phản ứng đạt tới khoảng 400 km/h. Có cả một hệ sinh thái khổng lồ bên trong lỗ rốn của bạn. Lỗ rốn là vết tích còn sót lại của con người để chứng minh rằng anh ta được mẹ sinh ra. Có một thực tế là khi ít khi vệ sinh lỗ rốn, bên trong đó sẽ có hàng tỷ vi khuẩn và các loại vi khuẩn sinh sống, tương đương với lượng vi khuẩn của cả một khu rừng mưa nhiệt đới. Cơ thể con người là một vũ trụ thu nhỏ. Vật chất được cấu tạo từ các nguyên tử siêu nhỏ. Có thể bạn chưa biết thì nếu quy đổi ra cơ thể của chúng ta ra đơn vị nguyên tử, con số đó sẽ vô cùng lớn, lên tới 7 tỷ tỷ tỷ, tức là 27 số 0, tức gần gấp đôi lượng hành tinh ngôi sao mà hiện nay con người đếm được trong vũ trụ này. Xương người cứng ngang ngửa với đá granite. Granite là đá hoa cương rất cứng và thường được dùng để làm ốp lát trong nhà cửa để tăng vẻ đẹp của công trình. Ai cũng nghĩ là xương của chúng ta tương đối là yếu và dễ gãy, nhất là ở tay, đó chính là do sự bố trí của tự nhiên. Tuy nhiên thực tế thì xương rất cứng, ví dụ như một mẩu xương to bằng hộp diêm, hai ngón tay thì có thể chịu được áp lực sức mạnh lên tới 8 tấn. ADN là một thứ gì đó rất nhiệm màu. Gen là thứ chứa rất nhiều bí mật và sự kỳ diệu của sự sống, mà khi chỉ cần một thay đổi rất nhỏ thôi cũng có thể biến ra một loại chủng mới. Kể từ khi các nhà khoa học giải mã được bộ gen người, khoa học đã có những bước tiến vượt bậc, tìm ra nhiều biện pháp chữa các căn bệnh mà trước đây được xem là nan y. Có một điều thú vị mà có thể bạn chưa biết, bộ nhiễm sắc thể của con người chỉ khác với loài tinh tinh một nhiễm sắc thể mà thôi. Và thú vị hơn nữa là ADN của con người giống một loại trái cây, cụ thể là trái chuối, tới 50%. Tế bào luôn luôn được tạo mới. Tế bào là đơn vị cơ bản của động thực vật. Ở động vật thì tế bào lớn nhất là trứng ở con cái và tế bào nhỏ nhất là tinh trùng ở con đực. Để có một cơ thể duy trì được sự sống thì tế bào luôn luôn được tạo mới. Trung bình cứ một giây có khoảng 25 triệu tế bào được sinh ra. Tức là mỗi khi bạn chớp mắt thì lượng tế bào mới trong cơ thể bạn được sinh ra còn nhiều hơn dân số của nước ta. Con người cũng phát sáng trong bóng đêm, không chỉ có đom đóm hay loài sứa mới biết phát sáng trong bóng đêm, thật ra thì cơ thể con người cũng dạ quang khi trời tối, tuy nhiên cường độ ánh sáng cực kỳ nhỏ để mắt người có thể thấy được. Làn da của con người luôn luôn được thay mới. Với 25 triệu tế bào được tạo ra mỗi giây, do đó làn da của chúng ta cũng luôn luôn được thay mới. Trong suốt đời người, lượng da được thay thế có thể lên tới 20 kg. 9 trên 10 lượng tế bào trong cơ thể bạn không phải là của loài người. Thật bất ngờ là trong hàng tỷ tỷ tế bào góp phần tạo nên cơ thể chúng ta thì chỉ có 10% thực sự là tế bào con người, còn 90% còn lại là các loại nấm và vi khuẩn. Giác quan thứ 6, động vật có 5 giác quan cơ bản là thị giác, khứu giác, xúc giác, thính giác và vị giác. Trên thực tế, chúng ta có nhiều hơn 5 giác quan, điển hình là sự cảm nhận được thăng bằng nhiệt độ, sự đau đớn, thời gian, no, đói. Một số người có giác quan thứ 6 rất nhạy cảm là để biết được khả năng trước mọi việc xảy ra trong tương lai. Điều thú vị về hai lá phổi. Bên trong hai lá phổi của chúng ta có vô số phế nang với tổng diện tích khoảng 1,2 m². Thể tích của khối phổi cũng rất lớn, lên tới 6 lít khi hít thở tối đa. Ngoài ra, trong phổi cũng có khoảng 300 triệu mao mạch và nếu nối chúng lại với nhau thẳng hàng thì chiều dài có thể lên tới 1.600 km. Cảm xúc khác nhau cũng tạo ra nước mắt khác nhau. Người ta cho rằng với mỗi cảm xúc khác nhau thì khi khóc, nước mắt được cơ thể tạo ra cũng sẽ có thành phần các hợp chất khác nhau. Tức là khi bạn khóc vì hạnh phúc hay khóc vì đau khổ thì nước mắt đều khác nhau chứ không giống nhau. Bộ não không biết đau. Con người biết đau là nhờ bộ não biết tiếp nhận các tín hiệu và đưa ra các phản ứng, nhưng ngược lại, chính não bộ lại không có bất cứ cơ quan thụ cảm nào để tiếp nhận sự đau đớn cho chính nó, giống như da hoặc cơ. Tức là nếu trực tiếp cầm kim châm vào não thì bạn sẽ không cảm thấy đau đâu. Não cũng chỉ toàn là nước.
Ai cũng biết 2/3 cơ thể chúng ta là nước, do đó không có gì ngạc nhiên khi phần lớn bộ não của con người cũng được làm từ nước, thậm chí với tỷ lệ cao hơn lên tới 80%. Toàn bộ cơ thể bạn được bao phủ bởi lông. Trên thực tế thì toàn bộ da của cơ thể chúng ta đều được bao phủ bởi lông, mật độ dày lên tới mm vuông. Rất may là lông người nhỏ mềm và nhạt màu nên không làm xấu đi vẻ đẹp của chúng ta. Tim có cơ mạnh nhất. Với cường độ làm việc 24 giờ mỗi ngày và suốt buổi 7 ngày của tuần, trái tim luôn được làm việc không ngừng nghỉ để giữ cho cơ thể bạn chúng ta khỏe mạnh. Do đó, trái tim của chúng ta có những bó cơ mạnh nhất mà không có bất cứ nơi nào có thể khỏe và dẻo dai bằng nó. Tim có thể bơm máu văng xa tới 10 mét. Khi bạn hắt xì thậm chí còn mạnh hơn cả gió. Hắt xì là phản ứng tự nhiên của cơ thể để làm sạch họng và mũi khi bị vướng dị vật. Khi bạn hắt xì, áp lực có thể khiến hơi và nước trong mũi miệng của bạn văng ra với tốc độ lên tới 160 km/h. Con người luôn luôn sẵn sàng để quan hệ tình dục. Với hơn 7 tỷ người sinh sống rải rác khắp 6 châu lục thì không có gì ngạc nhiên khi con người luôn luôn có thể sẵn sàng để quan hệ tình dục mọi lúc mọi nơi. Trung bình mỗi ngày có khoảng 120 triệu cuộc vui vẻ trên khắp thế giới này. Và điều cuối cùng, chiều cao của chúng ta thường xuyên thay đổi trong một ngày. Lúc còn trẻ, con người sẽ tăng trưởng chiều cao vào ban đêm khi họ ngủ. Trên thực tế thì chiều cao của bạn sẽ cao nhất vào sáng sớm lúc mới ngủ dậy. Dần dần về chiều tối thì chiều cao sẽ thấp hơn một chút, ít hơn khoảng 1 cm do sức nặng của cơ thể dồn lên cột sống. Sau khi xem video của chúng tôi, nếu bạn cảm thấy hay thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè của bạn để được biết thêm thông tin và đón nhận những video mới. Rất cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe và gửi nhận xét cho bài video kênh Giải trí Không tin đang tồn tại. Hãy nhanh tay đăng ký kênh miễn phí theo link trên màn hình để nhận được nhiều video mới và hấp dẫn từ kênh của chúng tôi.